Hello, xin chào cả nhà nha. Lâu rồi không gặp, mọi người có khỏe không? Mình sẽ vặn cái đùi nó, mình ăn trước nha. Hy vọng là nó đã chín, nó không đỏ. Wow, chín ngon lành luôn mọi người, vừa chín tới luôn. Chấm nha. Ngon tuyệt của mèo luôn. Cay cay. Thật sự là ngon. Ngon. Ừ.
Ngon. Ăn cái đùi no luôn á. Có ai thích ăn cái này không? Mình ăn không hết á. Cái này là cái gì? Lần đầu tiên mình ăn cái này luôn, từ trước giờ mình không không biết đến cái này luôn là cái gì. Nó béo béo ngon. Ngon lắm mọi người. Thì hôm nay mình hết bệnh rồi nên là mình muốn làm một cái clip để mình vừa ăn vừa tâm sự cho mọi người. Và sắp tới mình sẽ ra lại video và mình sẽ tập trung làm YouTube nhiều hơn. Mình sẽ cố gắng để ra video đều đều, tại vì mình nhiều khi mình cũng bận á, thì ra video thất thường lắm mọi người. Mà mình cũng hy vọng là mọi người xem video và ủng hộ mình để mình có động lực ra nhiều video hơn nữa.
để mình tìm những cái đề tài về cuộc sống Hàn Quốc, những cái gì rất là hay và ý nghĩa thì mình bổ thì mình sẽ chia sẻ đến với mọi người. Mọi người biết cái này là cái gì không? Đây là cái bao tử, cái mề nhé. Giòn béo cái này quá thẳng nha. Đây là quả và tim này. Béo.
sang trên cái đầu nhé. Đã lắm mọi người, hôm nay mình ăn rất là nhiều lắm. Đây là muối tiêu chanh này. Tắm với cái nào cũng ngon đấy. Mình ăn đến đây xin tạm dừng video, ăn khá là nhiều rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nha. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng đăng nhiều video cho mọi người xem về cuộc sống Hàn Quốc và cùng trải nghiệm với mình nha.